Mình bắt đầu học ạ. Câu số 1 ạ. Các cháu để cho buổi học mà diễn ra được vui vẻ và cũng như là nồng nhiệt nhất, và để chú Minh có cái sức lực để mà live stream cho các buổi tiếp theo dành cho các cháu 2K3 để cho nhiều cháu được điểm cao, thì rất là mong muốn là các cháu hãy cùng chú Minh ạ comment đáp án ạ và share video live stream này về tường và tag tất cả các bạn và cháu ở đây với ạ. Ok, cảm ơn các cháu nhá. Nào mình bắt đầu nào. Ok, sẵn sàng nhá. Comment đáp án nhá, comment đáp án nhá. Nào, hôm nay chúng mình sẽ alo, hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu làm cái chuyên đề carbohydrates ạ. Mất gốc ạ, chống liệt hóa. Chuyên đề carbohydrates, chúng ta sẽ có các cái mức độ 1 ở trong cái chuyên đề này. Câu số 1 ạ. Câu số 1 ạ, đề 2017 mã đề 203. Để mà học giỏi hơn ạ, để mà học giỏi hơn thì chúng ta cần phải làm những câu trong đề thi Trung học Quốc gia cũng như là đề thi đại học các năm. Thế nên là rất là mong muốn là các cháu hãy cùng chúng mình ạ, cùng chúng mình cùng comment đáp án nhá. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây ạ? Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây ạ? À, đây là một cái câu rất là dễ thôi ạ, một cái câu khởi đầu ạ. Mức độ 1 này là chỉ là mức độ nhận biết thông hiểu thôi. Cháu nào mà không làm được thì quá là buồn đúng không ạ? À, tinh bột thì được cấu tạo bởi từ các alpha của glucose. Đây, đây 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 đây. Tinh bột thì được cấu tạo từ các alpha của glucose. Thế chính vì vậy nên là nếu mà thủy phân hoàn toàn tinh bột đấy, đây tinh bột đây, thủy phân hoàn toàn đấy ạ, thì mình sẽ thu được C6H12O6, hay nói khác nó chính là gì ạ? Thu được glucose. Vậy đáp án đúng của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhá. Ok ạ. À, cả nhà cũng comment đáp án ạ. Nào giúp chú Vinh share lại video này lại về tường, bởi vì đây là một buổi học free ạ. Và giúp chú Vinh tắt tất cả các bạn và cháu vào đây ạ. Câu số 2 ạ. Câu số 2, để tráng một lớp bạc lên ruột phích. Để tráng một lớp bạc lên ruột phích ạ. Người ta cho chất X với lượng dư dung dịch AgNO3 trong N3 đun nóng. Vậy chất X là, lại là một câu cực kỳ dễ dàng nữa. Đây câu này cũng có ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 với mã đề là 204. Nếu mà làm được câu này là coi như mình ăn được 0,25 điểm rồi đấy ạ. Rất là tuyên dương những cái cháu mà comment đáp án đúng của câu số 1 là câu A. Giờ câu số 2 ạ. Tráng ruột phích thì là sử dụng tráng bạc rồi. Tráng bạc có phải tốt nhất thì etinacetat là không có tráng bạc nhá. Đây etinacetat các bạn nhá. CH3COO C2H5 thì không có tráng bạc. Được chưa? Tinh bột cũng không có tráng bạc ạ. Tinh bột làm gì có tráng bạc đâu ạ. À, saccharose cũng không có tráng bạc. Thế thì vậy thì để mà tráng bạc á, thì chỉ có anh nào thôi ạ? Anh glucose nhá. Để tráng một lớp bạc lên ruột phích thì người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong N3 đun nóng. Vậy thì chất X của chúng ta nó là glucose các cháu nhá. Ok, chúng mình thấy là có rất rất nhiều, có khá là nhiều cháu comment đúng cái câu này đấy ạ. Ok, rất là cảm ơn các cháu đã đang nhiệt tình ủng hộ chú Minh Mialin ạ. À, hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này lại về tường ạ và tag các bạn bị mất gốc của cháu vào đây vậy. Ở đây chú Minh độ hóa. Câu số 3, trang 48, sách mất gốc hóa. Câu số 3, chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nhỏ? Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nhỏ? Nào, đường nho, ui dồi ôi, dễ quá còn gì nữa. Đường nho là gì ạ? Đây, glucose gọi là đường nho. Còn fructose còn gọi đường mật ong, nhớ nha. Nhớ chưa? Glucose còn gọi là đường nho, fructose còn gọi là đường mật ong. Thế vậy ở đây ạ, chất có tên gọi là đường nho là glucose. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Ok, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu số 4 ạ. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ạ? À, chất nào sau đây, có nhiều bạn muốn hỏi là sách mua kiểu gì, thì ở ngay trong cái video live stream này thì có một cái link chú Minh gắn ở phía dưới là để đăng ký mua sách ạ. Cháu nào mà muốn đăng ký mua sách thì có thể nhấn vào cái link đó hoặc là inbox trực tiếp cho chú Minh nhá. Hoặc là inbox trực tiếp cho chú Minh ạ. Đây ạ. Đây cho cháu nào mà muốn đăng ký sách thì có thể inbox trực tiếp cho chú Vinh với cái nick Facebook là Vũ Tuấn Vinh ạ. Ok. Câu số 4 nhá. Câu số 4. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ạ? Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Thế các cháu lưu ý ạ. Những cái bọn như là polysaccharide đấy, polysaccharide, tinh bột và cellulose đây. Đấy thì thủy phân trong môi trường axit, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, vì vậy nên chúng ta loại tất cả những thằng là polysaccharide. Vậy là mình có cellulose là bị loại nhá. Cellulose bị loại. Tinh bột là bị loại bởi vì hai anh này là polysaccharide, được chưa? Tiếp tục ạ. Sang bên này ạ. Thì bọn disaccharide đây, các cháu nhìn này. Disaccharide, saccharose, maltose cũng bị thủy phân trong môi trường axit tạo thành glu và fructose với lại glu.
Vì vậy nên mình cũng loại nốt anh sắc carozơ, bởi vì ở đây đề bài gọi là không thủy phân trong môi trường axit mà. Loại nốt anh sắc. Vậy anh mà không thủy phân trong môi trường axit, được chưa? Không thủy phân trong môi trường axit thì chỉ có anh nào thôi ạ. Glucose. Giờ đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Rất là dễ. Câu 4 đáp án D. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình với Alin ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ, và giúp chúng mình tất cả các bạn và các cháu ở đây vậy ạ. Câu số 5 ạ. Khi bị ốm ạ, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhân năng lượng. Khi bị ốm và mất sức thì nhiều người bệnh thì thường được truyền dịch đường để bổ sung năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng lên là. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là. Thế thì để mà truyền dịch đường vào trong cơ thể thì chủ yếu là cái đường đấy nó phải chiếm ở trong máu thì mình mới truyền cái đường đấy được, chứ mình không thể truyền là cái đường nào mà nó không chiếm thành phần chính trong máu được. Được chưa? Vậy ở đây là chúng ta truyền cái đường nào các cháu nhỉ? Đây chúng ta truyền đường nào các cháu? Nào các cháu cùng comment mạnh mẽ lên xem ạ. Đáp án đúng là gì ạ? Đường nào ạ? Ok, đường gì? Glucose nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Glucose. Câu số 6. Câu số 6 trong đề minh họa năm 2017 lần số 1. Câu số 6 trong đề minh họa năm 2017 lần số 1. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường thì X tạo với dung dịch iốt hợp chất màu xanh tím. Đúng rồi. Sinh ra trong quá trình quang hợp mà lại còn tác dụng iốt tạo thành hợp chất màu xanh tím. Eo ơi dễ ợt luôn các cháu ạ. Các cháu nhìn trong này này. Đây này. Đây 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 đây. Tinh bột iốt, các cháu nhìn rõ chưa? Màu xanh tím. Nhìn rõ chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Đáp án đúng chúng ta là A, tinh bột màu xanh tím. Ok nhá, rất là dễ thôi. Đấy, bây giờ chúng ta sang tiếp theo cái mức độ số 2 ạ. Câu số 7 ạ. Đây, mức độ số 2 ạ. Sắt và glucose thì đều có phản ứng gì ạ? Đấy, cùng comment đáp án với chúng mình ạ. Xem sắt và glucose thì đều có phản ứng gì ạ? Khá là căng đấy ạ. Sắt và glucose thì đều cùng có phản ứng gì ạ? Nào xem nhá. Sắt và glu. Đây mình nhìn ạ, mình nhìn ở bên trong cuốn sách để cho nó dễ nhìn nhá. Đây, cái trang này ạ, glucose đây ạ. Glucose sắt carozơ bên dưới ạ. Đây, mình nhìn glucose này. Có trắng bạc, tác dụng CH đây lần màu xanh lam. Tác dụng hydroxobutone, tác dụng nước brom tạo thành axit gluconic lên men. Sắt đây. CH đây lần màu xanh lam. Thủy phân, không tác dụng AgNO3 trong NH3. Vậy chứng tỏ cả hai này đều có chung là gì ạ? Tác dụng với CH hai lần màu xanh lam. Cả glu và sắt thì đều tác dụng với CH hai lần màu xanh lam. Vậy ở đây chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Tác dụng được với COOH hai lần để tạo thành dung dịch màu xanh lam. Lý do tại sao ạ? Tại vì sắt chúng ta có OH đa kề, glucose chúng ta cũng có OH đa kề nên nó đều là tạo thành màu xanh lam hết. Ok. Câu số 8. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu số 8. Phát biểu nào sau đây là sai? Glu và sắt thì đều là carbohydrate, cái này hoàn toàn chính xác luôn. Trong chương này thì trong dung dịch glu và fructose thì đều hòa tan được CH2 lần. Đây chúng ta mở sang bên này chúng ta xem ạ. Đây trong dung dịch ạ. Đây là anh glu, đây anh fructose thì đều hòa tan được CH2 lần dung dịch màu xanh lam. Chính xác luôn nhá. Vậy là đúng luôn ạ. Glu và sắt thì đều có phản ứng trắng bạc. Đây ạ. Glucose thì trắng bạc. Nhưng sắt carozơ thì có trắng bạc không ạ? Đây các cháu nhìn này. Sắt carozơ không có trắng bạc, nhìn nhìn nhá. Không có trắng bạc. Vậy, vậy ạ. Vậy vậy phát biểu nào sau đây là sai? Đề hỏi chúng ta là phát biểu nào sau đây là sai. Vậy phát biểu sai của chúng ta là gì ạ? Glu và sắt đều có phản ứng trắng bạc là sai. Sai là C. Phát biểu C sai. Câu số 9 ạ. Câu số 9. Đề 2017 mã 204. Câu số 9. Đề 2017 mã 204 ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Vialin ạ. Hãy giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tất tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây với ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu nhá. Nào, câu số 9 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng, cùng comment đáp án để cổ vũ chúng mình ạ. Câu số 9 ạ, phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Phân tử cellulose được cấu tạo từ các gốc fructose. Đây. Cellulose đây ạ. Đây, được cấu tạo từ các gốc ạ, beta glucose ạ, chứ không phải là fructose ạ. Nhá. Cấu tạo từ các gốc fructose là sai rồi. Sai lè rồi. Fructose không có phản ứng trắng bạc. Đây chúng ta mở lại kiểm tra xem. Đây anh fructose đây ạ. Fructose đây ạ. Fructose có trắng bạc không ạ? Có. Tại sao ạ? Tại vì fructose ở bên trong môi trường kiềm thì
thì ngay lập tức chuyển thành glu, nên là nó có khả năng phản ứng tham gia phản ứng trắng bạc nhá. Vậy là có trắng bạc. Sai ạ. Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Đây. Amylopectin các cháu nhìn kỹ này. Amylose mạch không phân nhánh, amylopectin mạch phân nhánh, các cháu nhìn rõ chưa? Vậy amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, chính xác. Chính xác. Vậy ở đây đề bài hỏi nhận định nào đúng này? Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Đáp án đúng là đáp án C các cháu nha. Đáp án đúng là đáp án C. Ok không ạ? Rất là dễ ạ. Rất là dễ dàng luôn, đúng không? Nào mình sang câu số 10 ạ. Nào mình sang câu số 10 ạ. À, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học của chú Vinh Berlin ạ. Hãy giúp chú Vinh chia sẻ lại buổi học này, bởi vì đây là một buổi học free và giúp chú Vinh tất cả các bạn của các cháu vào trong video buổi học này với ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã đang ủng hộ chú Vinh Berlin ạ. Hãy cùng comment đáp án thật nhiều để coi như một lời động viên cho chú Vinh ạ. Câu số 10 đến năm 2016 ạ. Cho phát biểu sau. Cho phát biểu sau. Ở đây đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu đúng là. Ở đây đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu đúng là glucose còn được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Cái này chú Minh vừa mới nói xong ạ. Hoàn toàn chính xác luôn ạ. Glucose còn được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Đây, glucose, nho. Ok. Vậy A đúng nhá. Vậy A đúng. A đúng. Chất béo là trieste của glycerol và axit béo. Sai lè đúng không ạ? Chất béo nó phải là gì ạ? Trieste chứ không phải dieste. Sai từ đi. Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Chúng ta vừa mới làm ở trên xong ạ. Đây ạ, amylopectin mạch phân nhánh, các cháu nhìn rõ chưa? Đấy. Vậy amylopectin cấu trúc mạch phân nhánh chính xác. Nhiệt độ thường thì triolin ở trạng thái rắn. Triolin là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Cháu này là gốc chất béo không no. Gốc chất béo không no thì ở trạng thái lỏng chứ không phải trạng thái rắn. Sai tiếp. Trong mật ong thì chứa nhiều fructose. Các cháu xem nhá. Trong mật ong xem có đúng là chứa nhiều fructose không nhá. Đây các cháu nhìn đây. Đây, fructose là đường mật ong. Chính xác chưa ạ? Vậy là trong mật ong thì chứa nhiều fructose là hoàn toàn chính xác ạ. Trong mật ong thì chứa nhiều fructose là hoàn toàn chính xác. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người, chính xác tiếp. Vậy số phát biểu đúng là 1 2 3 4. Chúng ta có 4 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Chúng mình thấy có rất nhiều bạn comment ở đáp án 10 D đó. Rất là tốt ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã đang ủng hộ chúng mình ạ. Rất nhiều top fan đang comment rất là nhiệt tình buổi học ngày hôm nay ạ. Ok, câu số 11 ạ. Đấy, đây là cái cuốn là lấy gốc hóa học, chống mất gốc của chúng mình, soạn riêng ra dành cho tất cả các cháu học sinh lớp 12 nhá. Các cháu lớp 12 cố lên ạ. Cố lên để chúng mình độ hóa. Câu số 11 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Dung dịch saccharose phản ứng với CH2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam. Dung dịch saccharose phản ứng với CH2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam, xem có đúng không ạ? Đây. Có cái cuốn sách này chúng ta làm được hết đấy ạ. Saccharose vào CH2 lần dung dịch màu xanh lam, chính xác luôn. Hoàn toàn đúng ạ. Chính xác. Cellulose ở thể chọn luôn rồi. Cellulose bị thủy phân trong dung dịch kiềm đun nóng là sai. Nó chỉ bị thủy phân trong dung dịch axit thôi. Glucose bị thủy phân trong môi trường axit. Glucose là monosaccharide nên là không bị thủy phân. Tinh bột có phản ứng trắng bạc là sai. Tinh bột không có trắng bạc nhá. Vậy câu 11 đáp án đúng chúng ta là đáp án A rồi. Nào, câu 12 nào các cháu ơi. Câu 12 ạ. Câu 12 đáp án gì ạ? Nào, ok. Cảm ơn tất cả các cháu là các anh chị lớn tuổi hơn nhờ tác giúp chú Binh các em vào trong buổi học này nhá. Câu số 12 ạ. Cho 500ml dung dịch glucose. Cho 500ml dung dịch glucose phản ứng hoàn toàn đây ạ. Glucose mà trắng bạc thì cho ra 2 bạc. Đúng không ạ? Một glucose có một con chó mà. Một con chó thì trắng 2 bạc. Được chưa? Một glucose trắng 2 bạc. Vậy mình có số mol của bạc bằng 10,8 chia cho 108 thì bằng 0,1. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại số mol của glucose. 0,1 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,05. 0,05. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được nồng độ của glucose đã dùng bằng 0,05 mà chia cho 0,5. 0,05 mà chia cho 0,5 thì bằng 0,1m nhé. 0,1m. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu nào hiểu bài thì giơ tay lên để chú Minh biết với ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tất cả các bạn của các cháu vào trong buổi học ngày hôm nay với ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chú Minh rất nhiệt tình ạ. Thank you ạ. Thank you ạ. Thank you Vinamilk ạ. Nào, tiếp ạ.
Câu tiếp ạ, câu số 13. Câu số 13 đến đây bây giờ chúng ta phải sử dụng nháp rồi. Câu số 13. Đề bài hỏi là thủy phân m gam sắc carozơ trong môi trường axit. Câu số 13. Thủy phân m gam sắc carozơ trong môi trường axit với hiệu suất là 90%. Thủy phân m gam sắc carozơ trong môi trường axit, vậy sắc đấy ạ. Sắc carozơ thủy phân trong môi trường axit thì thu được một anh glucozơ cộng một anh fructozơ. Ok ạ. Thu được một anh glucozơ và một anh fructozơ. Hiệu suất là 90%, vậy đây là 0,9 ạ. Sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ thì chúng ta tìm được số mol glucozơ bằng 10,8 chia cho 180 thì số mol chúng ta bằng 0,06 mol. 0,06 mol ạ. Ok ạ. 0,06 mol thì hoàn toàn chúng ta suy ngược lại được khối lượng của xác carozơ. 0,06 nhân 1 chia 1 ạ. 0,06 nhân 1 chia 1 thì bằng 0,06 thuận nhân nghịch chia, các cháu chú ý nhé. Thuận nhân nghịch chia, vậy ở đây chiều nghịch phải chia cho 0,9. 0,06 mà chia cho 0,9 được bao nhiêu nhân với 342 là phân tử khối của xác carozơ. Xác carozơ nặng 342 nhá. Thì chúng ta tìm được khối lượng bằng 22,8 gam. Ok, nhưng ở đây đề bài hỏi chúng ta là nồng độ ạ. Úi giời ơi. 0,06 mà chia cho 0,9 thì bằng 0,06 ạ, 0,06 chia cho 0,9 bằng ạ. Được bao nhiêu ạ? Chia cho 0,5 ạ, chia cho 0,5. Được chưa? À sorry, mắt chúng mình lẽ đây, 22,8 chúng mình vừa tính đúng rồi ạ. 0,06 chia 0,9 nhân 342 bằng ạ 22,0 22,8 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Mình sang câu 14 ạ. Ui câu 14 là một câu cực kỳ hay luôn ạ. Câu 14 là một câu cực kỳ hay ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 luôn. 14 này cực kỳ hay luôn. Các cháu lưu ý nhá. Câu 14 hay dã man con ngan luôn đấy ạ. Câu 14 này sẽ có một cái chiêu hay là một cái skill mà chúng mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các cháu ngày hôm nay để các cháu làm được. Chúng mình nghĩ rằng là cái chiêu này là các cháu sẽ dùng rất rất nhiều trên lớp luôn ạ. Đốt cháy hoàn toàn m ga hỗn hợp gồm tinh bột, glucose và saccharose. Các cháu sau này đi học nhá, hay là đi làm bài thi ấy, mà bất kỳ lúc nào mà mình nhìn thấy là sen, tinh bột, glu và sac hay nói khác là bọn carbohydrate thì mình quy đổi hết tất cả chúng nó về carbon bạn được. Bởi vì carbohydrate chính là công thức tổng quát là CnH2O tất cả m lần mà. Nên là công thức tổng quát của nó mình cũng có thể quy đổi là về C và H2O. Được chưa? Cần 2,52 lít oxy, chúng ta tìm được số mol oxy luôn. 2,52 ạ. Chia cho 22,4 ạ. Thì bằng bao nhiêu mol ạ? 0,1125 mol ạ. Thì thu được CO2 và H2O. Số mol của nước là 1,8. Số mol của nước là 1,8 chia cho 18 thì bằng 0,1 mol. Được chưa? Vậy ạ, các em nhìn ạ, các cháu nhìn ạ. Đây nhá, nước này, nước này, nước bên này chui tọt hết vào nước bên này. Vậy số mol nó là 0,1. Ok. Thế còn oxy thì sao ạ? Oxy chui vào trong CO2. Vậy mình hoàn toàn mình tìm được số mol CO2 luôn bằng 0,1125. Và mình ngay lập tức mình suy ngược lại được số mol carbon 0,1125. 0,1125. Và khối lượng của carbon và nước này cũng chính là khối lượng của cellulose, tinh bột, glucose và saccharose. 0,1125 nhân 12 cộng 0,1 nhân 18 bằng 3,15 gam. 3,15 gam. 3,15 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Hình như ở đây là mấy câu về tính toán. Mấy câu về tính toán là các cháu ngại tính à? Hay là không có máy tính? Hay là lười tính ạ? Mấy câu tính toán dễ như thế này ạ. Dễ lắm ạ, chú Vinh đang chờ đợi các đáp án từ các cháu đấy ạ. Các cháu nhiệt tình comment đáp án lên vậy ạ. Nào, câu số 15 ạ. Câu số 15 ạ. Câu số 15 đáp án gì ạ? Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glu và sắc đấy, chú Minh vừa mới dặn ở bên trên xong ạ. Chú Minh vừa mới dặn ở bên trên xong ạ. Nào, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glu và sắc. Thế thì cứ nhìn thấy glu và sắc là bọn carbohydrate thì chúng ta được quyền quy đổi nó về gì ạ? Carbon và nước. Đấy, đốt cháy đó thì thu được CO2. CO2 của chúng ta là 0,3 mol và nước của chúng ta là 5,04, 5,04 chia cho 18 thì bằng bao nhiêu ạ? 5,04 chia 18 bằng 0,28 mol ạ. 0,28 mol ạ. Đấy, được chưa? Đây bài hỏi chúng ta là giá trị của m. Thế các cháu nhìn đây ạ, chúng ta đi bảo toàn luôn. Dễ lắm ạ, cực kỳ dễ ạ. Nào các cháu cùng làm với chú Minh này. Nước bên này chui vào nước bên này.
0,28. CO2 bảo toàn carbon 0,3. Ok chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng này. 0,3 nhân 12 cộng 0,28 nhân 18 bằng 8,64 gam ạ. 8,64 gam ạ. Rất là dễ ạ. Đây chúng mình thấy có rất nhiều cháu comment đúng luôn. 8,64 gam. Rất rất dễ luôn. Đấy, những cái câu này, những câu mà chống liệt hóa để những câu lấy gốc hóa mà chúng mình dạy để cho chúng ta cùng có thể nắm được, chúng ta cùng có thể học giỏi hơn ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ, và giúp chúng mình tag cho tất cả các bạn và các cháu vào trong buổi học này với ạ. Tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu, hãy giúp chúng mình tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy. Nào các cháu ơi, câu số 16 đáp án gì ạ? 16 đáp án gì ạ? Và nhân tiện đây, bạn nào muốn đăng ký sách hay là muốn tìm hiểu về các khóa học của chúng mình, cũng như là cái khóa học mà mất gốc hóa mà chuẩn bị khai giảng vào tuần sau, thì các cháu có thể inbox cho nick Vũ Tuấn Minh mà chúng mình ghi ở phía dưới đấy ạ. Ok ạ, các cháu có thể inbox cho nick Vũ Tuấn Minh của chúng mình ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã ở đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Nào, tiếp nào. Nào câu 16 ạ, số nguyên tử oxy trong phân tử glucose ạ. Số nguyên tử oxy mà có trong phân tử glucose. Glucose là C6H12O6. U rồi. Ôi, dễ cực kỳ luôn ạ. Nào, cái này mà không biết thì thôi ở nhà lấy chồng 2 năm ba lứa. Được chưa? Số nguyên tử oxy trong phân tử glucose bao nhiêu? Oxy có mấy ạ? 6, đáp án đúng đáp án D. Quá dễ dàng luôn. Câu số 17 ạ. Nào, câu số 17 đề minh họa trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Câu số 17 đề minh họa trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Đây, 17 ạ. Cho 90 gram glucose. Cho 90 gram glucose ạ. Đấy, bây giờ đề bài cho chúng ta là 90 gram glucose. Glucose là C6H12O6. Vậy mình tìm được số mol luôn ạ. 90 chia cho 180 bằng 0,5. Lên men rượu thu được 2 lần CO2 cộng với 2 lần C2H5OH nhá. Được chưa? Hiệu suất là 80% với anh này là 0,8. Vậy hoàn toàn đây chúng ta có thể tính toán được như sau ạ. 0,5 nhân 2 bằng 1 thuận nhân 0,8. Đấy, 1 nhân 0,8 bằng 0,8. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được thể tích ạ. Nào, 0,8 nhân 2,4 thì bằng bao nhiêu đấy ạ? 17,92 lít ạ. Đấy, rất nhiều bạn comment nhầm ở câu này ạ. Rất nhiều bạn comment nhầm ở câu này ạ. 17,92 cơ ạ. Đấy, các cháu thấy không? Đấy, mặc dù rất là dễ ạ, đây là đề minh họa trung học phổ thông quốc gia năm 2020 mới thi nhất ạ. Đấy, các cháu chú ý nha. Nào, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của cùng chúng mình ạ. Các cháu hãy giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ, và giúp chúng mình tag cho tất cả các bạn của các cháu vào trong buổi học này với ạ. Tất cả các bạn bị mất gốc vào đây ạ. Câu số 18 ạ. Nào, câu số 18 đề minh họa trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Câu số 18, chất rắn X vô định hình. Vô định hình màu trắng không tan trong nước nguội. Vô định hình màu trắng không tan trong nước nguội, vậy không thể là sen, không thể là xác. Được chưa? Chắc chắn là tinh bột. Thủy phân X với xúc tác của enzyme, tinh bột mà thủy phân ấy với xúc tác axit hoặc enzyme thì chắc chắn 100% chúng ta phải thu được anh gì ạ? Tinh bột và thủy phân ạ, thì mình thu được anh alpha glucose. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Tinh bột và glucose với anh X là tinh bột, anh Y là glucose các cháu nhá. Nào, câu này là một câu dễ nào. Xem nào, bao nhiêu cháu làm đúng câu này ạ? Câu 19 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Nào, các cháu cùng nhìn đây này. Trong này chúng mình chia dạng hết rồi. Monosaccharide là glu và fructose. Disaccharide là xác và man. Nhìn rõ chưa ạ? Polysaccharide là tinh bột và cellulose. Ok ạ. Vậy trong các cháu này, cháu nào thuộc loại disaccharide ạ? Disaccharide là cháu nào? Saccharose. Đáp án đúng đáp án C. Ok không ạ? Saccharose đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Câu số 20. 54g glucose C6H12O6. 54g glucose. Chúng ta tìm được số mol của glucose bằng 54 chia cho 180 thì bằng 0,3 mol. Lên men rượu với hiệu suất 75%, 0,75 thì thu được 2 lần thằng C2H5OH. Vậy ở đây mình có 0,3 mà nhân 2 thì bằng 0,6. Thuận nhân với 0,75. 0,6 mà nhân với 0,75 là ra được số mol là C2H5OH. 0,6 nhân 0,75 bằng
Đây, 0,45. Mình tìm được giá trị của M là giá trị của CH5OH bằng nhân với 46 bằng 20,7 gram. 20,7 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ 20,7. Rất là dễ ạ. Cái câu 20 này là câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 ạ. Rất rất dễ luôn ạ. Ok ạ. Nào, câu số 21 ạ. Câu số 21 ạ. Bạn nào muốn tìm hiểu về sách và các cái khóa học của chú Binh thì vui lòng inbox cho chú Binh với nick Facebook là Vũ Tuấn Minh, được chú Minh ghi ở phía dưới nhá. Câu số 21 ạ. Câu số 21 ạ. Tinh thể chất rắn X. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Vậy tất cả này đều được ạ. X có nhiều trong quả nho chín, chú Binh mới dạy ở đầu buổi xong ạ. Có nhiều trong quả nho chín, vậy thì chắc chắn nó là gì ạ? Glucose nhá. Có nhiều trong quả nho chín thì chắc chắn nó là glucose. Vậy bỏ sát, bỏ fructose, được chưa ạ? Nên được gọi là đường nho khử chất X bằng hiro, có nghĩa là X glucose mà cộng hiro đấy ạ. Glu mà cộng với hiro thì chúng ta thu được số biton, được chưa ạ? Vậy là gì ạ? Glucose và sorbitol. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nha. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok ạ. Các cháu thấy dễ dàng không ạ? Quá dễ luôn ạ. Dễ hơn cả húp cháo luôn. Hạnh phúc nhất là khi làm được những câu này, và những câu này là những câu cứu điểm, những câu ăn điểm đấy ạ. Đấy là lý do mà tại sao các anh chị được điểm rất cao khi học chú Binh ạ. Nào, câu số 22 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide ạ? Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Binh ạ. Hãy nhanh tay giúp chú Binh share lại buổi học này lại, bởi vì đây là một buổi học free, và giúp chú Binh tag tất cả các bạn và cháu vào đây vậy ạ. Câu số 22. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide mình vừa mới học xong? Monosaccharide là gì ạ? Glu và fructose, đúng không? Vậy đây là glucose. Ok. Câu 23. Câu 23. Cho 90g glucose. Cho 90g glucose C6H12O6. Số mol 90 chia cho 180 thì bằng 0,5. Lên men với hiệu suất 80%, 0,8, thì thu được 2 lần thằng C2H5OH, được chưa? Vậy đây mình có này, 0,5 x 2 là 1, thuận nhân 0,8 bằng 0,8. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng ạ. 0,8 x 46 bằng 36,8 gram. 36,8 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 36,8 gram nhá. Rất là dễ rồi ạ, nhưng mà cái dạng này rất hay thi ạ. Các cháu phải cực kỳ chú ý cho chúng mình ạ. Cái dạng này nhìn thì mình thấy rằng là nó rất rất dễ, nhưng mà nó rất hay thi ạ. Nó có rất nhiều trong các đề thi luôn. Câu số 24 ạ. Câu số 24. Cellulose thuộc loại polysaccharide là thành phần chính tạo nên màng tế bào của thực vật. Có nhiều trong gỗ, bông nõn, được chưa? Đây này, có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức của cellulose là C6H10O5, tất cả N lần. Đáp án đúng là đáp án câu số 25. Câu số 25. Cho 1,8 gram fructose C6H12O6. 1,8 mình tìm được số mol ạ. 1,8 chia cho 180, 0,01. Tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì mình thu được 2 bạc ạ. 0,01 mà nhân 2 thì bằng 0,02. 0,02 mà nhân với 1,08 thì bằng 2,16 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Mình lại vừa chiến xong một cái câu ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 nữa. Rất rất dễ ạ. Nào, câu 26. Câu 26. Glucose là một loại monosaccharide. Nào các cháu cùng comment đáp án với chúng mình nhá. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này lại về tường, bởi đây là một buổi học free ạ. Glucose là một loại monosaccharide có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucose là C. C bao nhiêu ạ? C bao nhiêu các cháu ơi? C, C6H12O6. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok, chú Binh thấy có rất nhiều bạn comment đáp án ạ. Những bạn nào muốn tìm hiểu về sách và khoa học của chú Binh thì vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh nhá. Câu 27 ạ. Câu 27. Cho M gam fructose C6H12O6. Fructose thì nó cũng tráng 2 bạc như glucose. Thì mình tìm được số mol bạc là 4,32 chia cho 108 thì bằng 0,04. Vậy hoàn toàn suy ngược lại được số mol fructose. 0,04 x 1 chia 2 thì bằng 0,02 mol. 0,02 mol thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng là 0,02 x 180
thì bằng 3,6 gram. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 28 ạ. Câu 28. M gam glucose. M gam glucose C6H12O6 tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được bạc. Chúng ta tìm được số mol bạc bằng 3,24 chia cho 2 chia cho 108 bằng 0,03. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol của glucose bằng 0,03 nhân 1 chia 2 bằng 0,015. 0,015, vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của M bằng 0,015 và nhân với lại 180 ạ. 0,015 và nhân 180. 2,7 gram ạ. 2,7 gram. Đáp án đúng là đáp án D, 2,7 gram. Ok, mình vừa xong câu 28. Câu ở trong đề thi Trung học quốc gia năm 2018. Mình sang câu số 29 ạ. Câu số 29, một loạt các câu lý thuyết dành cho các cháu ạ. Nào cùng comment đáp án để mình cùng học giỏi nào. Mỗi lần một mình comment đúng là một lần mình học giỏi thêm một chút ạ. Câu số 29. Saccharose là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccharose nữa là. Eo ơi, làm đến cái câu này mà công thức phân tử của saccharose mà không biết nữa thì thôi, về nhà lấy chồng nữa các cháu ạ. Về nhà lấy chồng thì thôi chứ còn học hành cái gì nữa. Saccharose là gì ạ? C12H22O11. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 30. Câu số 30. Đun nóng 100ml dung dịch glucose thì tráng được 2 hàng bạc. Mình tìm được số mol bạc là 21,6 chia cho 108 ạ. 21,6 mà chia cho 108 thì bằng 0,2 mol. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại số mol glu 0,2 nhân 1 chia 2 0,1 mol. Được chưa? 0,1 mol, vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được nồng độ. 0,1 chia cho 0,1 thì bằng 1. Vậy nồng độ chúng ta là bằng 1m. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Câu 31. 31 nào ạ? Yêu ơi, toàn câu dễ rồi các cháu ạ. 31. Tinh thể chất X. Tinh thể chất X. Nào các cháu chọn 31 đáp án gì ạ? Vui lòng cùng comment xuống dưới để cùng chú Bích với ạ. Nào, cùng comment đáp án để cho mình cùng giỏi nào. Ok ạ, rất là cảm ơn cái sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các cháu. À, hãy giúp chú Bình chia sẻ lại buổi học này, và đây là một buổi học free, và giúp chú Bình tag tất cả các bạn để mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 31. Tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước, có nhiều trong mật ong. Có nhiều trong mật ong là gì ạ? Fructose. Bỏ xác, bỏ glu nhá. Fructose. Được chưa? Trong công nghiệp X được điều chế bằng phản ứng thủy phân, saccharose. Chính xác. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 32 ạ. Câu 32 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide ạ? Chất nào thuộc loại polysaccharide? Fructose là monosaccharide đúng không? Glucose là monosaccharide. Saccharose là disaccharide. Vậy poly là tinh bột. Câu 33. Lại một câu trong đề thi Trung học quốc gia năm 2019. 33 xem nào. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây mía, củ cải đường, hoa thốt nốt. Vậy thì nó chỉ có thể làm nào ạ? Xác thôi. Glu là đường nho rồi. Trong công nghiệp, X được chuyển hóa thành Y dùng để tráng gương. Vậy tráng gương là không thể ai tráng gương bằng sorbitol được, mà tráng gương phải là sử dụng glucose. Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án D. Câu 34. Câu 34. Chất nào trong số các chất sau đây thuộc loại disaccharide? Úi dồi ôi, nói bão bọc mét từ nãy đến giờ rồi. Chất nào thuộc loại disaccharide ạ? Nhiều dễ ợt luôn ạ. Chất nào ạ? Fructose là mono, glucose là mono, cellulose là poly, đi là gì? Saccharose thôi. Chỉ có hai anh, một anh là sac và một anh là man. Anh man thì chẳng bao giờ hỏi trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia cả. Vậy là chỉ có anh sac thôi. Câu 35 ạ. Chất X có nhiều trong quả nho chín, vậy X chắc chắn là glucose. Ủa? Ở điều kiện thường X là chất rắn kết tinh không màu. Hydro X nhờ xúc tác Diken thì thu được Y được sử dụng thuốc nhuận tràng, đó là sorbitol. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. A, ok, chính xác. Câu 36. 36 bắt đầu tính toán một chút rồi. Lên men dung dịch chứa 300g glucose. Glu 300g chia 180. Lên men ạ. 2 lần CH5OH. Các em sửa chú Minh ạ. Đây. Vậy mình tìm được số mol ạ. 92 chia cho 46 bằng 2 mol. Đề bài hỏi hiệu suất của cả quá trình lên men.
hiệu suất của cả quá trình lên men. Thế thì ở đây đáp án gì ạ? Đây chúng ta phải nắm được. Đây là dòng này là dòng ban đầu, dòng phản ứng, dòng sau phản ứng. Sau phản ứng thu được CO2, C2H5OH là 2. Vậy phản ứng anh này là 2. Vậy suy ra anh này cũng là 2. 2 nhân 1 chia 2 là 1, 1 mol. Thế bây giờ đề bài hỏi là hiệu suất là bao nhiêu? Vậy là mình sẽ lấy là 1 chia cho 300 chia 180 bằng 60% ạ. 0,6 chính là 60% các cháu nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 60%. Câu 37 ạ. Câu 37 ạ. Ok các bạn ơi, hôm nay học hơi yếu nhỉ. Các bạn cùng comment đáp án cùng thầy nào. Các bạn cùng comment đáp án cùng thầy để chúng ta giải hết cái đống này nào. Ok ạ, hôm nay chúng ta giải hết cái đống này là 58 câu ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chú Minh Melin ạ. Hãy share lại buổi học này bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Câu số 37. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Fructose là mono. Đúng ạ. Glu là mono. Tinh bột là poly. C, saccharose. Câu 38. Chất nào sau đây thuộc loại mono? Gì ạ? Fructose. Câu 39 ạ. Câu 39 ạ. Các em cùng comment đáp án câu 39 xem nào. Thủy phân hoàn toàn M gam tinh bột. Tinh bột ký hiệu là C6H10O5 thì cho dễ. Không cần N nhé. Như vậy như này mình mới làm nhanh được. Không cần N. Hiệu suất 75%. 0,75. Thu được glucose. Số mol của glucose bằng 270 chia 180. 1,5 mol ạ. 1,5 mol. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol tinh bột 1,5 nhân 1 chia 1 là 1,5. Thuận nhân nghịch chia. Chia 0,75. Được bao nhiêu nhân với 180? Đến đây mình tìm được M luôn. Đến đây mình tìm được M luôn các cháu nhé. 1,5 chia 0,75 bằng nhân 180 bằng 360g. 360g ạ. À chú ý ở đây là nhân 162. Chú mình mất lé đấy ạ. 2 nhân 162 bằng 324g. 324g. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok ạ. Câu số 40. Câu số 40 đề Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2020. Nào các cháu cùng chọn chú Minh ra đáp án câu số 40 đáp án gì ạ? Ok ạ, chúng ta học rất trâu và rất chất ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh ạ. Cháu nào muốn đăng ký sách hoặc tìm hiểu về các khoa học của chú Minh thì vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh, chú Minh ghi ở phía dưới nhá. Câu 40 ạ. Trong cơ thể người polysaccharide X bị thủy phân thành monosaccharide Y nhờ các enzyme nước bọt và ruột non. Thế thì chắc chắn không thể là sen được. Đúng chưa? Phần lớn Y được hấp thụ trực tiếp qua ruột máu đi nuôi cơ thể và Y chắc chắn là glucose rồi. Mà X mà bị hấp thụ thành monosaccharide và đây là poly thì nó không thể là sac được. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Đây, tinh bột thì bị thủy phân trong môi trường thành mono, thành glucose. Phần lớn glucose hấp thụ trực tiếp qua thành ruột đi vào máu nuôi cơ thể. Phần còn dư thì đưa về gan, được chưa? Đấy, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 41 à. 41 là một câu tính toán ạ. 41 là một câu tính toán, một câu tính toán khá là hay dành cho những bạn nào thích bấm máy tính, bấm một phát ra đáp án luôn đấy ạ. Đây ạ, các cháu nhìn nhá. Số mol của bạc là bằng 10,8 chia cho 108. 10,8 chia 180, 108 bằng 0,1 ạ. 1 glu thì sinh ra 2 bạc. Vậy mình có số mol bạc bằng 0,1 thì số mol glu bằng 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Số mol glucose bằng 0,05 thì ngay tức mình tìm được nồng độ. 0,05 chia cho 0,5 thì bằng 0,1. Đáp án đúng đáp án B, bỏ 0,1 m. Câu 42 ạ. Câu 42 nào các cháu ơi, 42 đáp án gì ạ? 42. Chất X là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát và công nghiệp thực phẩm. Đấy, chất X là nguyên liệu dùng để làm bánh kẹo, nước giải khát và trong công nghiệp thực phẩm. Thế thì X của chúng ta là gì ạ? Tinh bột. Trong kỹ thuật tráng gương, chất X được thủy phân thành chất Y có nhiều trong quả nho chín. Vậy Y chắc chắn là glucose. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 43. Chất nào sau đây tạo thành màu xanh tím với iốt ở nhiệt độ thường? Đây, màu xanh tím đấy ạ. Xanh tím với iốt ở điều kiện thường chỉ có một anh duy nhất thôi ạ. Đó là anh hồ tinh bột. Được chưa? Vậy xanh tím
ở điều kiện thường là tinh bột, được chưa? Hồ tinh bột. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C, hồ tinh bột. Ok. Câu số 44. Câu số 44 ạ. 44 đáp án gì ạ các cháu? 44 cùng comment đáp án với chúng mình xem nào. Đun nhẹ dung dịch chứa 10,8 g glucose. Glu số mol là 10,8, nhớ là phân tử khối nó là 180 nhé. 10,8 chia 180 bằng đây 0,06 mol. Với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì chán được 2 bạc, một thằng glucose chán được 2 bạc mà. Vậy số mol bạc là bằng hiệu suất là 80%. 0,06 nhân 2 thuận nhân ra được số mol bạc. 0,06 nhân 2 nhân 0,8 bằng, được chưa? Được bao nhiêu nhân 108 bằng 10,368 gram. 10,368 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, 10,368. Ok các cháu ơi, các cháu học bài có hiểu không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình, rất là nhiệt tình comment đáp án. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn những cháu mà đã share buổi học này lại về tường, bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Câu số 45. Câu số 45. Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? Glu và Frug thì đều bị khử bởi Hiro, sinh ra cùng một sản phẩm gọi là Sorbitol. Đúng. Frug không dùng để chám đột phích, do khi cho Frug vào dung dịch thì không xảy ra phản ứng choáng bạc. Cái này là sai. Có choáng bạc nha, nhưng không dùng tại vì nó ít đắt hơn. Glu và Frug đồng phân nhau, đúng. Công nghiệp glu được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột xúc tác axit enzyme, chính xác. 46 ạ. Công thức phân tử của saccharose là gì? Ui rồi ôi, như cho trẻ ăn cháo đây này. Công thức phân tử của saccharose đây ạ. Saccharose hay còn gọi là disaccharide ạ, là gì ạ? C12H22O11. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. C12H22O11. Câu 47. Câu 47. 47 đáp án gì ạ? Đề Lương Thế Vinh lần 2 năm 2020 cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Đối với cháu nào chọn được đáp án đúng câu 47 đấy. Bắt đầu sang những cái câu này là những câu nó hơi hơi xoắn quẩy của chúng mình nữa. Cellulose trinitrate được dùng làm thuốc thù súng không khói, chính xác. Oxy hóa glucose bằng hydro. Hydro thì hiện tính khử, thì glucose thì tính oxy hóa, nên không thể nói là oxy hóa glucose được mà phải gọi là khử glucose. Glu và Frug thì glu và sắc thì đều là chất rắn không màu dễ tan trong nước, chính xác. Thủy phân sắc trong môi trường kiềm. Thủy phân sắc về thủy phân trong môi trường axit chứ trong môi trường kiềm bọn này không bị thủy phân. Vậy số phát biểu đúng là A, C, 2 phát biểu đúng. Ok không ạ? Cả nhà có hiểu không ạ? 47, 2 phát biểu đúng thôi ạ. A và C ạ. Rất nhiều cháu chết, rất nhiều cháu toang nha, phải nghe kỹ cho mình phân tích ạ. Câu 48. Số nguyên tử carbon trong phân tử fructose. Fructose là đồng phân của glucose C6H10 2 O6, được chưa? Vậy số nguyên tử carbon là 6. 6 ạ, đáp án đây ạ, 6 ạ. Số nguyên tử carbon trong phân tử fructose là 6. Câu 49. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 49. Phát biểu nào sau đây là đúng? Xác bị thủy phân trong dung dịch kiềm. Không thằng nào, không thằng carbohydrate nào bị thủy phân trong dung dịch kiềm hết. Tinh bột và sen cùng công thức phân tử. Fructose là chất kết tinh không màu, tan ít trong nước, sai, tan nhiều trong nước. Glu có hầu hết trong các bộ phận của rễ, cây rễ như hoa, lá. Ok ạ. Vậy ở đây ạ, chính xác nhất chúng ta là đáp án D. B là mặc dù nhìn trông như là cùng công thức phân tử nhưng N khác nhau đấy ạ. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Câu 50. Eo ơi, 50 dễ ợt luôn, 50 trùng rồi. Số phân tử nguyên tử oxy có trong một phân tử glucose nhắm mắt cũng làm được đúng không ạ? C6H12O6. Vậy oxy trong này là 6, đáp án đúng đáp án A. Câu 51. Câu 51 trong đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 3. Phát biểu nào sau đây là đúng? Nào. Các cháu ơi, phát biểu nào sau đây là đúng ạ?
Cho chú một gợi ý đi ạ. Glu bị thủy phân trong môi trường kiềm. Glu có bị thủy phân trong môi trường kiềm không ạ? 51 ạ, đáp án gì ạ? Glu chỉ glu không bị thủy phân. Xác được cấu tạo từ hai gốc sai, xác được cấu tạo từ gốc alpha glu và beta group. Trong cái tử sen mỗi gốc có 3 nhóm OH tự do, thiếu cái tử tự do. Nồng độ glucose trong máu người bình thường hầu như không đổi khoảng 1%, sai nốt. Đây là hầu như tự do, 3 nhóm OH trừ, đáp án đúng là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta đáp án C các cháu nhá. Câu số 52. Câu số 52. Đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 3. Câu số 52. Đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 3. Quy đổi thôi ạ. Nhìn thấy glu và xác này, quy đổi carbon và nước. Ăn oxy. Thu được CO2. Bảo toàn thôi ạ. Nước thì nó vẫn là nước. Oxy chú hết vào CO2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm ra được số mol của CO2 bằng 0,2. Và mình tìm được giá trị của V bằng 0,2 và nhân với 2,4 thì bằng 4,48 lít C. Ok, dễ không ạ? Rất rất dễ luôn. Câu 53 nhá. Đốt cháy hoàn toàn M gam. Chúng ta lại quy đổi tiếp ạ. Về carbon và nước ạ. Chẳng cần quan tâm. Cần dùng vừa đủ oxy là 0,6. Thu được CO2 và nước. Chúng ta tìm được số mol CO2 ạ. 12,6 chia cho 18 bằng 0,7 mol. Vậy mình bảo toàn nước ạ. Nước bên này chú hết vào đây. 0,7, đây là 0,7. Bảo toàn oxy ạ. Đây 0,6, vậy đây là 0,6. Vậy anh này cũng là 0,6. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của M nhé. 0,6 nhân 12 cộng 0,7 nhân 18 bằng bao nhiêu đây ạ? 19,8 gam. 19,8 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 54. Câu 54 là một câu khá hay luôn. Chúng mình đánh dấu để tí chúng mình quay lại chúng mình giải cho cháu. Câu này giải bây giờ là toang này. Câu 55. Số nguyên tử hydro trong phân tử fructose C6H12O6 bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ các cháu? 12. Đáp án đúng đáp án B. Câu 56 ạ. Cho sơ đồ chuyển hóa sau mỗi mũi tên trong phương trình phản ứng. Cellulose thì nó thủy phân tạo thành glu. Glu thủy phân tạo thành ancol ethylic CH5OH rồi lên axit acetic. Vậy vậy ạ, suy ra x chúng ta là glucose, y chúng ta là CH5OH. X là glucose. X là glucose, y là ancol ethylic. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D. Câu 57. Câu 57. Cho các phát biểu sau. Câu 57 ạ. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là nào các cháu cùng làm xem là cái thằng nào đúng ạ. Thằng nào đúng ở trong các phát biểu này ạ? Xác giống với glu đều phản ứng với CO2 lần ở nhiệt độ thường tạo dung dịch phức, chính xác. Xác tinh bột và sen đều phản ứng thủy phân, chính xác, chỉ loại bỏ thằng monosaccharide thôi. Xác và tinh bột khi bị thủy phân tạo thành glu có phản ứng trắng bạc. Chưa chắc. À có, đúng rồi, bị thủy phân ra glu phản ứng trắng bạc. Nên xác cũng như tinh bột đều phản ứng trắng bạc, sai. Đều thủy phân ra glu có phản ứng trắng bạc, nhưng mà từ đó suy ra xác và glu đều trắng bạc là sai. Sai lè cổ luôn. Có thể phân biệt sen và tinh bột bằng phản ứng màu với iốt, chính xác. Cellulose bất động, còn iốt thì chuyển thành màu tím. Giống như cellulose, amylopectin trong tinh bột có cấu trúc mạch không phân nhánh. Giống như cellulose, amylopectin. Đây nha, amylopectin các cháu nhìn xem này. Amylopectin ạ. Cấu trúc mạch phân nhánh, thế mà nó bảo là giống. Sai lẻ. Phân nhánh. Vậy ở đây là gì ạ? Năm sai tiếp. Vậy ở đây chúng ta có số phát biểu đúng là 1 2. Chúng ta chỉ có hai phát biểu đúng thôi, nên đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D các cháu nhá. Câu 53. Lên M gam glucose C6H12O6. Lượng CO2 sinh ra 2 lần CO2 hấp thụ vào dung dịch CaOH 2 lần. Thu được 10 gam kết tủa CaCO3 và 3,4 gam M dung dịch. M dung dịch giảm. Ok không ạ? Vậy đây mình có này. M dung dịch giảm thì đây có phải bằng là 3,4 không? Âm 3,4 thì bằng M vào trừ M ra,
M vào là gì ạ? CO2 vào. CO2 vào số mol bao nhiêu đấy ạ? Chưa biết. 44 lần số mol CO2. Ra thì là đang ăn rồi. Đúng chưa? Đây dung dịch giảm 3,4. Đấy, ra là 10 gram kết tủa bằng âm 3,4. Vậy đến đây chúng ta tìm được số mol của CO2 bằng 10 cộng 3,4 là 6,6, 6,6 chia 44. 0,15 mol. 0,15 mol. Suy ra số mol CO2 bằng 0,15 mol. Số mol CO2 chúng ta đã bằng 0,15 mol rồi. Thì hiệu suất đấy ạ, 90%. 0,15 nhân 1 chia 2. 0,075. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,9. Được chưa? Để lên men glucose nhá. 0,075 chia 0,9 nhân 180. 15 gram ạ. 15 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D, 15 gram. Nào mình sang câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Câu 54 ạ. Câu cuối cùng, câu rất rất hay luôn. Thể tích cồn 90 độ, khối lượng riêng 0,8 gram trên cm khối, thu được từ 1 tấn mùn cưa chứa sen C6H10O5. Tính theo kg, 1 tấn là 1.000 kg. 50% sen 0,5. Được chưa? Chia cho 162. Được chưa? Ra số mol nhá. 500 chia 162. 250/81. Được chưa? Hiệu suất của cả quá trình là 70%. Để tạo thành gì ạ? Để bài hỏi cái gì ạ? Thể tích cồn CH5OH hai lần thằng này. 250 chia 81 thuận nhân nghịch chia bằng 250 này chia 81 này nhân 2 này chia 0,7 này bằng này 5.000 phần 567. 5.000 phần 567. 5.000 phần 567. Vậy thì hoàn toàn đây chúng ta tìm được M của CH5OH nguyên chất, khối lượng của C2H5OH nguyên chất nó bằng 5.000 chia cho 567 nhân với 46. Được chưa? Nhân với 46. Nhân 46 bằng 405,64. Ok. Ồ, chỗ này chúng ta bị nhầm. Chúng ta bị nhầm gì không? Đây là thuận thì phải nhân hiệu suất ạ. 250 này chia 81 này nhân 2 này, thuận phải nhân hiệu suất ạ. Chỗ này chúng ta bấm nhầm rồi. Thuận nhân mà. 250 chia 81 nhân 2 nhân 0,7 bằng đây ạ, 350. 350/81. 350/81 cơ ạ. Vậy chúng ta tìm được khối lượng của CH5OH nguyên chất bằng 350/81 nhân 46. 350/81 nhân 46 ra khối lượng. Đây ra khối lượng nguyên chất nhé. Từ khối lượng nguyên chất chúng ta tìm được V, lấy cái khối lượng đấy chia cho 0,8 là ra được V. Được chưa? Cồn 90 độ về phải chia cho 0,9 bằng 276,06. Thế chú Minh lại tính nhầm đâu nhỉ? Ô cái câu này 1 tấn này, 50% này, 500/162 này, 250/81 này, hiệu suất của quá trình 70 này, 2 này. 250 chia 81 nhân 2 nhân 0,7 bằng 350/81. Đúng rồi, 350/81 nhân 46 bằng ra khối lượng này, chia cho 0,8 ra ml này. Được chưa? Chia cho 0,9 là ra V này. 276, vậy là câu này đáp E rồi. 276,06. Ok. Câu này đáp án E. Ok. Các cháu ơi, chú Minh vừa giúp các cháu chinh phục hết toàn bộ phần carbohydrate chống liệt. Đây nhá. Đây phần carbohydrate chống liệt chú Minh vừa giúp các cháu chinh phục hết sạch luôn. Ok, đây là một cuốn sách chống liệt hóa của chú Minh. Rất là mong muốn là những cái cháu nào mà vào sau là có thể chia sẻ lại buổi học ngày hôm nay và tác
chú Minh tất cả các bạn và cháu vào trong buổi học này. Và bạn nào muốn đăng ký sách hay tìm hiểu về các khoa học của chú Minh thì vui lòng inbox cho chú Minh nhé. Ok, buổi học của buổi tối ngày hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Bye bye, chào tạm biệt các cháu. Hẹn gặp lại.